cả nhà đã trở lại kênh Thủy Hương Dừa. Thì hôm nay á, Thủy có đi chợ để mua hai cá lóc. Đây, hai cá lóc Thủy đã bằng sạch sẽ hết rồi. Bây giờ Thủy sẽ nấu cháo cá lóc. Thì mình Thủy có rủ cô Mười, đây cô Mười, cô Mười, rồi Hà. Thì Hà đã bắt cái nồi cháo lên luôn. Để nó căng nè. Bây giờ tức nhất thì bắt nước lên rồi mình luộc cá, rồi luộc cá cho chín rồi mình vớt cá ra rồi mình để gạo vô nha các bạn. Dạ con cũng mời ông bà cô chú cùng vào bếp làm với tụi con nha. Cá thì Thủy mần sạch sẽ rồi, giờ mình ướp vô đây 2 muỗng cà no. Mình ướp vô để ở đây là ăn muỗng mực ngọt để cho nó thấm thôi, con cá nó thịt nó ngọt nó không có nó lạc á. Rồi mình để vô đây một chút xíu nước mắm để cho nó thơm cái thịt lại, chừng muỗng canh muỗng chan cơm vậy. Rồi, mình để vô đây một tí xíu gừng luôn, gừng để hơi mình sắc nhuyễn mình để vô cháo á để cho nó không có tanh cái thịt cá. Cô Mười nãy con quên lấy hũ muối rồi cô Mười. Về vô nhà để cô Mười lấy. Chà. Nay chị Thắm chị bệnh rồi nên Thắm nãy Thắm nói sao rồi hả? Bệnh này nhức lưng gì đó. Nên chị Thắm không có vô được. Nãy giờ Thắm với Hà có nghe mùi gì thơm không? Mười nghe nè, nghe mùi mít. Đây, thèm, thèm mùi đó đó, thèm nãy giờ đó, em chả kiếp mà ăn đó. Thì Thủy có quên đem rau ra rồi. Đi chợ mua tí mít này là mít vườn ở trong vườn của người ta nè. Nay là mấy bữa rồi, thì cũng chín rồi, thì bữa nay Thủy vừa nấu cháo vừa để nồi cháo đó cái mình chẻ mít mình ăn luôn. Nó chín dữ lắm rồi cô Mười, cô Mười thơm. Ừ, nãy cũng thơm hết chừng luôn á. Đứng đây mà sao nghe mà thơm nữa. Mấy ký. Này Yến nó bán cho con mà nó tại vì nó mua là nguyên tái vậy nè. Rồi nó chia lại cho con. Thì con lấy giờ con không hỏi nhiều cây tái nữa. Yến là bạn con á. Rồi nó chín chín ghét rồi. Cái mùi thơm á, mùi thơm của mít á, kiến nó đu luôn nè cô Mười. Nó bò vô nó đu nè. Cô mới vô là con nghe mùi rồi đó. Cô Mười mới vô nhà thấy cái cô Mười kiếm. Đi kiếm tùm lum hỏi cô Mười kiếm gì á. Nghe mùi mít mà không biết mít ở đâu. Nhà trẻ ha. Nhà chặt cái lá chuối để ra cho trẻ. Mình ăn cái cháo hồi nãy Thủy với Hà đã rửa xong rồi. Thì đây là rau má mình ăn với cháo, rau má rồi mướp. Thì đây là quan trọng nhất là rau chạy. Đây hôm mình đặt rau chạy mình ăn cháo cá lóc ngon lắm. Ai trẻ mất đây ai đẹp sáu trẻ đi con sáu con trẻ Hà đi Hà đẹp Hà. Để 22 vậy đi. Ôi, chín. Thơm quá. Ở nữa. Ngon vậy mà mình không biết là ngọt hay không, chút mình mới thử. Chưa biết được. Chưa ăn chưa biết. Ăn rồi biết liền. Mít này
này thì nó không có độ gòi giòn như mít mít thái ở gì mít thái mít thái này mít mình hả này mít mình mít nghệ hả mít thái thì nó giòn này thì nó mềm thường mít nghệ vàng hơn cái này hết màu ha nước mặn quá thường vàng đó nó còn sống gì là ngay thôi là chết hết rồi. Nãy chén chuối khô quá dễ chùi hơn nãy thấy chén chuối khô mà chén chuối là chén vinh qua đây đi vinh qua đây mẹ giờ tết nay đóng lá rồi ở nhà thì mẹ em mất cái xuồng mới đi cái xuồng mới đi liền chưa ha? Chưa chưa hả chưa xuồng mới còn lắp giò phải nhém rồi lại chứ còn đó là mình kéo lên rồi mình lắp giò mới đi được hả? Ừ, mình hơi tét à. Lắp giò rồi mình đẩy xuống mình ngâm. Ngâm cả 2 tuần lễ vậy á. Để cho nó chết cái dầu chai á. Ừ. Thôi đi dính quần áo hết. Ừ, nó dính như mũ mít vậy nè. Dạ. Về đi. Lên tim sau rồi, giờ để vô đây 2 muỗng một ngọt. Chừng muỗng muối này thôi. Đừng hơi mình niêm cá chín rồi, luộc cá chín rồi mình vớt ra hả, niêm nước lại. Rồi để đây đây muỗng cà no. Rồi, để cá vô giùm thử nha. Luộc cho cá nó chín rồi mình vớt ra hả, để gạo vô nấu. Mình nó phóng ra ngoài nha. Cá nó cháo là ngọt. Nãy ông lật lên á. Lên cho nó câu qua bên vậy cho hơi vậy. Nó cháo làm gì luôn. Cá này bự quá. Xin chào ông bà. Rồi con mời ông bà cô chú cùng dùng mít với cái gia đình con nha. Cô mời. Mời cô mời. Mít mời. Cỡ quá. Cỡ. Bảo lột được không? Mẹ lột cho Bảo. Cá lột cho nè mời. Cảm ơn nha. Nè. Cái mít này nó ruột nó mỏng hơn cái mít thái hả cô mười? Ừ, cái mít thái nó vàng hơn. Ừ. Mà mít này mà nó chín chừng chừng để chừng 2-3 bữa nữa là nó sẽ mềm cái muối mít luôn á. Bữa này nó có mật nhiều rồi cô mười ơi. Nè nó chảy tươm mật luôn á. Rồi ông bà tôi chín mít. Ừ. Ừ. Nó nhiễu nước mật luôn á. Nước ngọt á. Mì chín mùi quá rồi nè. Ừ. Ừ, ngon quá ha. Ngon. Bả thơ lọc hay không? Ừ, lại lọc ra. Ok. Có mùi ngồi tới không? Tới. Tới đây chuyện nè. Trong khi chờ đợi ăn cháo là mình ăn mít trước. Ngồi ăn cháo sao? Ăn mít chị rồi ngồi ăn cháo ít hơn chút. Nè. Nằm ở đây mà. Ở đây mà. Được. Nói giờ lo ăn mít.
mười ơi, phụ con của mười ơi. Nãy giờ cô mười chính thằng cô mười ơi. Cô bò mười ơi. Cô mười nãy giờ vô tổng mình tưởng nào làm gì, cô mười vốn chán mà. Mùi mới ăn hết rồi, mùi đói bụng hả mùi? Cái nào cũng thích hết trơn. Ăn uống là có tâm hồn. Có tâm hồn ăn uống không? Vậy mà vẫn dẫn ốm như thường. Vậy em ơi, chiều hỏi cô chú có bí quyết nào để cho tăng cân cho mùi tăng cân? Cám còn. Cám còn. Tăng trọng nhanh. Từ từ nghe, nâng niu nhẹ nhàng nha. Cá lên dĩa nhìn thấy ngon quá, hấp dẫn quá. Mình trộn gừng vô vậy nè ha. Thịt cá nó thơm ngon lắm. Đi như giấu không mời? Chưa đủ hả? Thôi cô về nghe thị. Dạ. Chị về nghe hà. Nói đi thưa đàng hoàng. Đi nói về nói đàng hoàng bộ chứ không có nói phải không nói đâu phải không? Ừ. Có hỏi ừ đàng hoàng mà. Ủa con này đó con mua sách này đắng con không mà. Đi nữa gần không? Gần đấy nữa không? Chưa hơi dám nhờ mình đến được. Mình do có được lông rửa gạo cháo cá thì mình không có gan gạo, mình để vậy nấu cho nó có nhựa. Rồi canh chừng 15 phút đồng hồ là có cháo ăn nha. Giờ mình lên đặt gạo đi. Thì nãy nói lâu lắm hả? Mày nói vậy cho cô mười đợi á. Đợi không được về quá. Ừ. Lên đặt rau nha. Thơm quá. Thì nãy mình cũng có cháy hành phi rồi. Thì hành phi để mà múc cháo ra chén, mình để hành phi vô chén. Thì gừng nữa nè. Đây này đợi cho dẹp cho cô mười ơi. Mười. Đây này dẹp đi. Để chị nói à. Thơm quá chị không nổi. Mười làm gì mười? Hả? Đặt rau. Mười đặt rau. Chị xì nãy đâu cô mười? Chị nhỏ. Đâu rồi? Hà có lấy không? Lấy đi. Đừng. Cái lá hôm qua nè, mình nấu cháo á. Mình ăn với cháo nó rất là ngọt mà ăn mát nữa. Cái này không? Chưa lên mười bưng chén ra kìa. Rồi lặt nó qua trước rồi. Dạ. Chị mời có ăn chưa? Chưa. Cái dạ lấy cái đó, cái nào ngon thì lấy, cái nào già bỏ lại. Có ăn với rau đắng, chứ chưa ăn với lá hôm qua. Giờ ăn cho biết em mười. Ăn biết mà khó ra. Ăn này mát nè, dễ ngủ nè. Thảo biết lọc keo không? Dễ ngủ mà ăn cái đất đừng ăn nhiều khó ngủ. Mát quá khó ngủ hả? No quá. No quá. Có thường ăn ngày vui ha. Ừ, thì đi ăn đi đâu cũng mười? Đi khám bệnh 2 tuần lại đi làm. Hả? Khám đâu mười? Ở bệnh viện Từ Dũ vậy. Ừ. Có nói vui. Đi vui. Nói cười khè khè. Đây gì có tiền dữ lắm không rồi? Chị cũng không biết nữa. Trường An á là cháu ruột của cô mười.
kêu bằng sao cô mời? Xin gì? Gì? Tiền bạc chị không dám hỏi tới. Cái lá này hôm qua nãy đã rửa sạch sẽ rồi. Thì mình có gặt để hôm mình ăn cháo thôi chứ khổ cần rửa nữa. Rửa sẵn cho nó thuận tiện luôn ha. Khỏi rửa lại. Mùi mớp biết sao không? Nó mình cắt mỏng 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 á. Cái tái hôm qua nữa cô mời. Cắt mỏng mỏng cái múc cháo rồi vô cái nồi lẩu á, cái cho nó nóng mình bà để cho mớp vô. Múc cháo ăn. Mình nấu chín thì mình tốn à mình ăn ha. Mùi thơm ở đâu cũng tới, thấy ảnh là trốn. Mình đi lấy cái gì á. Nó là chạy lẹ đó, thường thường đi từ từ cái kêu vậy là chạy lẹ đó. À, nãy giờ lật xong cái dây hôm qua rồi, giờ tới câu chạy ha. Để làm nha mọi. Dây hôm qua về nấu nước uống. Nước không rồi? Cô Mười nấu hả? Nấu nước uống cho mát. Cái dây nấu uống mát. Như con có nghe nói là nít mà bị ghẻ đâu cô Mười. Tắm nấu tắm cho nít luôn á. Hết ghẻ hả? À. Uống luôn ra cho cháu nghe. Đây rau chạy ngon ghê luôn á. Màu này chấm mắm ha. Hôm nay nói mắm mắm hoài. Đây mình gọi cho ông bà cô chú thấy cái bụi rau của mình. Chị ba chị mình nó để bữa nào mua mắm về mình chưng ăn rặng hái rau rau gán để chấm mắm ăn. Chị ba chỉ cắt cho dê hết trơn rồi nè. Chị ba cũng gừng để chấm mắm ăn để cắt cho dê. Con Lộ nay làm cũng nhanh đấy Hà. Ra tới gần tới Hà rồi. Em tới mãi rồi, chắc mai mời tới à. Chắc chưa. Mời tới này, tới khoảng mãi rồi. Nay muốn có tới lúc nào? Tới chị Linh Nam cái ăn. Mớp thơm, bỏ vô cháo nó thơm. Bỏ cháo rồi nó ngọt cái lắm. Cá nó ngọt, cái mướp thì nó ngọt nữa. Hồi hạ một cái cháo với mướp nha. Rồi, con gốc nó lội dũng nữa rồi Hà ơi. Rồi, nó lội bắt cá, bắt tôm nữa rồi đó. Giờ này cháo mình đã nở hết rồi. Rồi cô Mười để gần phân nửa rồi, gần hơn cô Mười. Nhiều quá. Tại vì nãy có ốp cá rồi á. Rồi để gốc hành luôn nha. Gốc hành tứ luôn. Thơm ha. Đói bụng rồi nha. Rồi để mình phân nửa hành đi cái mình nè. À, múc lát cái cô Mười lát cái nào mình múc luôn cô Mười. Mẹ. Quy Bảo ăn cháo không nè? Dạ. Thơm quá thật thơm. Để múc cho chị Linh đi. Thấy hương nha. Bán nha. Thấy hương nha. Hà múc đi Hà thì chị Binh cho Hà. Để nó mới mặn chứ. Vụ ngọt, mùi vụ ngọt. Để hành phi bắt lửa lên luôn giùm luôn ha.
mình tớp ra là bớt đó. Bớt là kéo lên thôi, kéo xuống. Cái dặn lên. Hết đâu hai đầu hết nữa. Giờ hai con cá thì mình dắt ra, mình dắt lại, chừa lại một con đi. Thơm quá. Dạ, con mời ông bà dùng cháo với con nha. Nó lớn lên. Mời ông bà ăn với con. Rồi. Rồi con ăn muỗng nè. Vậy sao ăn được cái này? Hả? Rồi tao chạy. Ừ. Con ăn đi, con ăn đi bà. Ăn muỗng con mời ơi. Mời con mời cá. Cá đừng để gần hà. để gần hà. Nước mắm á. Mời ông bà cô chú cùng ăn xong. Cá. Đó, vừa rụng. Đừng uống mà. Chết. Đấy, con chó nó nằm đó nữa. Cô Mười, cô Mười gắn chắc nước mắm không? Chấm không? Ờ, nước mắm hồi ăn sao vô. Nè, cô Mười chấm đi. Hà tự gắp nha Hà. Ừ, tự gắp. Mời cả nhà dùng cháo cá lóc. Ngon quá. Dạ, cô Mười ông bà cùng dùng cháo cá lóc với con nha. Ăn tính không Quy? Không hả Bảo? Ăn trứng cá không? Ăn hết gạo rồi. Ngon nè. Mấy ăn cá ngon. Nóng quá Hà ơi. Nóng mà mang gạo đó mọi. Hay quá. Thơm ha. Nóng quá. Nóng quá ngọt. Cháo ngọt quá. Có mớp á. Ăn đũa mới được. Mớp đi hà. Ăn đũa mới được. Tại có gạo. Nãy sao nói không ăn đũa, tính là không ăn rau, ủa ăn cháo mà múc ăn nè mà phải gấp rau nè. Nay chị Thắm không có ăn, tiếc rồi chị Thắm không có vô ăn nè, nhắc cho chị Thắm nhảy mũi. Không có chị Thắm buồn, chị Thắm nói chuyện vui. Thắm là bị bệnh nè. Cái ngộ mới nhắc chứ mình nấu không có nấu dữ nha. Mình nóng á. Nấu cá không bà? Nồi lại đây con, nồi xếp vào lại. Nhiều. Quay lại. Quay lại. Ừ. Thằng nó đang đói ăn rau, đau uống thuốc mà ăn rau nhiều, bây giờ đói ăn rau nhiều. Ủa nhưng mà cũng mẹ ra tôi cũng bệnh, tôi cũng uống thuốc à. Lấy muỗng hả con? Muỗng nóng lắm. Ủa đó hôm qua nấu vậy không nắng em? Không, không có nắng. Bữa nay mình ăn cháo rau chạy rồi lá hủ qua rau má với mướp. Ăn mướp nội luôn. Rau chạy rau má thì nó một từ ha, mà có cái lá hủ qua thì khác.
Chạy má ơi. Chạy má ơi. Chạy má. Đâu hay á. Nóng quá. Em thỏm nước luôn một thôi. Thỏm ra hết cá đi. Ngon ba. Nay trời mưa cũng đẹp ha. Qua mưa quá. Quang đi bơi xuồng với sáng là mưa rồi. À với chị Thắm. Mưa dắt sáng mưa lớn. Rồi cái tới 9 giờ hay gì á là mới mưa lâm râm tới chiều luôn. Đồng con gọi cũng thương. Ui không à, không có mặt trời. Thế hôm qua mình bơi về nắng vậy, nắng lắm. Bơi vậy không có chèo hả? Chèo là Bắc Nam lạnh chưa kịp. Vài bữa rồi mà. Không chèo. Nhưng Bạc Liêu muốn biết chèo, bơi không? Có biết bơi hả? Bơi lắm à. Nó đi ra không mà. Không thấy đi đường như vợ. Là mới gieo chèo giỏi lắm ạ. Như người ở đây cũng đâu có, có người cũng biết bơi, người không chứ. Em mời cá không rồi? Hả? Có nè thôi. Bữa nào ai mời? Mình mượn chuồng bơi đi bữa ha. Đi gì nước. Con Lưu tại chị Thắm á, chị với Hạ xin củi, ai cho củi hay gì á. Con kêu mượn cái chuồng đi rồi bơi từ nửa sông ngay chỗ bác ba cho củi á. Cái bơi vòng thải này cái cầu là Lê Thị Nâu nè, kiếm xe đẩy về nhà chó ra hả? Chó ra chưa? Nhấp cá cho Bảo rồi phi nữa nè. Bảo con cá nữa không? Bảo cá nữa không? Thôi hả? Quy thôi hả? Chả xương hay gì vậy? Chả xương hay gì con? Chả xương không? Đâu có xương đâu. Bị quy thật rồi. Quy nhà nó ơi, ít cá lắm. Có Bảo là ăn cá thôi. Nó Quy tỉ ăn cơm là thịt heo kho. Hộp vịt không? Hộp vịt cũng ít ăn. Hộp vịt có chiên cơm á. Ăn cá đi hả? Ăn cá đường hồng không? Cái hạt mai cá đường hồng. Ngọt ha. Tại có ba cái mướp dao nè. Còn quên gì biết không? Quên gì? Keo. Đây là để đó. Ai ăn gắt mà. Ai ăn gắt có không ăn. Mùi ăn gắt mùi nè. Đâu mình sai nãy giờ. Nhắc cái diễn ngược. Cứ họ quên rồi. Gió của mùi ơi. Gió mát. Ngon chưa? Ngon mà. Ngon. Rồi con chào ông bà đi. Con chào ông bà. Mày để cho tiêu vô nó thơm nữa. Mình để rồi. Tiêu hả? Để xí ghi. Nha. Út dẹp à. Tối ngày tắm hoài. Nãy giờ mình ăn cũng gần hết cái nồi cháo rồi nè. Ba người làm ăn như đó. Cháo ngọt không mùi? Ngọt quá. Thì cá nó ra nó ngọt, thì mướp nó ngọt nữa, còn thêm rau nữa. Tiêu nữa. Mà cháo mà không có rau ăn không ngon ha. Ừ, có rau không ngon. Ăn cháo bằng đũa luôn đó nè.
Rồi ngồi gặp nước mắm người nó lên nước mắm em. Vừa ớt lại cho Hà đó. Nãy giờ con mượn ăn đâu chạy không? Có. Ăn thử nước nó làm sao? Nó cũng ngon, nó giòn kia. Nó giòn. Nó giòn hơn. Cái cọng á, cái cọng mà cọng nghe cọng bóng quấn á. Dạ, ăn nó giòn á, đậu đậu ạ. Làm như y như làm y như cái cọng mùng tơi á, mà nó ngọt ngọt, nó giòn giòn vậy. Nè, mời ha, mời nó. Thấy đây. Ngon không? Ngon. Giòn, y như ra chạy nha. Mùi chạy như ra chạy. Mùi chạy như vậy. Nó quấn. Cọng nó non nhất ạ. Ừ, cọng nó non, nó quấn lại. Nó lá nó cũng còn nhỏ xíu à. Ăn nó giòn. Nó chưa ấy à. Nó chưa ấy à. Nó giòn ngộ, nó giòn bật 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 tới nó mình nhai á. Cảm giác cho nó ngon.